Hơn một tháng nay, Phó Chủ tịch quận 1 Đoàn Ngọc Hải đã không dẫn đầu đoàn kiểm tra xuống đường đòi lại vỉa hè. Phó trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Tường cho biết, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại các quận huyện đã có những chuyển biến đáng kể sau 2 tháng ra quân. Đặc biệt các quận 1, 3, 12, Bình Thạnh và Củ Chi là những nơi làm tốt, còn quận 5 và 8 chuyển biến chậm. Theo nhận định của ông Tường, đến nay, việc giành lại vỉa hè bắt đầu chững lại, một số nơi bắt đầu có hiện tượng tái lấn chiếm vỉa hè. Ông Nguyễn Ngọc Tường nói rằng, thời gian tới đơn vị sẽ cho người đi khắp các quận huyện để ghi nhận thực trạng việc lập lại trật tự lòng lề đường vỉa hè. Ông Tường đề nghị những nơi làm tốt việc lập lại trật tự vỉa hè thì nên khen thưởng, tuyên dương, với các quận huyện làm chưa tốt thì cần nên kiểm điểm, đừng để người dân nghĩ mình làm theo kiểu phong trào. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tái khẳng định thành phố sẽ kiên trì không làm phong trào trong việc tái lập trật tự lòng đường vỉa hè, không để tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè xảy ra. Theo ông Phong, dù có những phó chủ tịch quận 1 Đoàn Ngọc Hải chưa đúng, chưa chuẩn trong việc giành lại vỉa hè, cần uốn nắn, nhưng cách làm xông xáo của phó chủ tịch quận 1 đã tạo ra một không khí rất tốt. Ông Nguyễn Thành Phong cho biết thêm, thời gian tới tôi sẽ có cuộc họp với các quận, huyện để đánh giá lại công tác lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, nơi nào để tái lấn chiếm sẽ chịu trách nhiệm. Về phần mình, ông Đoàn Ngọc Hải nói rằng, và đoàn liên ngành quận 1 tạm thời dừng ra quân để 10 phường trên địa bàn tự giải quyết. Việc lập lại trật tự đô thị, vỉa hè sẽ được các phường làm mạnh và quyết liệt trong thời gian tới. Vị Phó Chủ tịch quận 1 nhấn mạnh, người dân đang ủng hộ chủ trương đúng đắn của thành phố nói chung và của quận 1 nói riêng. Tuy nhiên, vẫn không tránh khỏi sự phản ứng của một số người. Tôi vẫn tiếp thu ý kiến từ những người phản đối. Nếu thấy phù hợp, sẽ điều chỉnh khi thực hiện công tác giành lại vỉa hè. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 cho biết, tuy trong tuần vừa rồi đoàn liên ngành quận 1 không ra quân xử lý các vi phạm trật tự đô thị, nhưng đích thân ông lái xe đi khảo sát các tuyến đường trên địa bàn, gặp những trường hợp đậu xe chiếm vỉa hè, ông đã gọi điện cho lãnh đạo phường ra lập biên bản và xử lý.